Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Zero Audio ha. Thì hôm nay sẽ là một đề tài về phim, về cinema, home cinema. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người hai cái thành phần quan trọng, rất là quan trọng cho một cái dàn xem phim mà thường mọi người sẽ hay bỏ qua nó, mọi người không có đầu tư vào nó nhiều, hoặc là mọi người chưa bỏ chi phí đủ để đầu tư nó. Thì hai thành phần này là cái gì thì mình sẽ chia sẻ ở trong clip này. Bắt đầu thôi. Như mọi người đã biết thì trong một cái dàn phim cinema home cinema sẽ gồm một cặp loa phong này, một cái loa center này, một cái cặp surround này, một sub này, rồi âm ly xem phim này. Thì thường mọi người hay để ý vào cặp phong với cái âm ly xem phim nhiều hơn là cái sub. Cái thành phần đầu tiên mình muốn nói đến ở đây là cái sub. Thường thì mọi người sẽ hay dùng chung sub lắm, phần nghe nhạc với phần cinema. Mọi người hay dùng cái sub mà sub bên nghe nhạc á, mọi người ứng dụng luôn cho một cái dàn xem phim. Thì cái này mình đã nói trước đây rồi, thật ra là mỗi loa nó sẽ có một cái chức năng khác nhau, và mỗi cái chẳng hạn như là xem phim này, nghe nhạc này, thì hai cái thể loại đó nó sẽ dùng những tần số khác nhau, sử dụng những cái đáp tuyến khác nhau, nên một cái sub xem phim chuyên nghiệp nó sẽ hơi khác một tí với một cái sub nghe nhạc. Một cái sub xem phim chuyên nghiệp thì nếu ở thị trường Việt Nam mà có phân phối chính thức á, thì theo mình biết á, thì chỉ có một thương hiệu thôi, đó là dòng SVS. Ở mức độ vừa, mình không tính đến những cái bộ sub quá mắc tiền nha. Mức độ vừa tiền sẽ có thương hiệu SVS, là một dòng sub chuyên về xem phim. Thì với trải nghiệm của mình á, thì cái sub này nó sẽ đáp ứng được các hiệu ứng cháy nổ, các hiệu ứng liên quan đến bước chân, các hiệu ứng liên quan đến âm trầm, mà cái từ của nó kiểm soát rất là tốt. Nó sẽ tạo một cái hiệu ứng nó khác biệt hoàn toàn so với một cái sub nghe nhạc. Chưa kể nữa, sub SVS, những cái dòng mà đó là dòng digital, những dòng mà hơi cao cấp một tí á, thì nó sẽ có DSP dành riêng luôn, như một cái bộ EQ dành riêng á. Một cái bộ EQ dành riêng thì có thể mọi người có thể tự cân chỉnh được luôn. Ý nó như tương tự vang số trong, nó giống cân chỉnh EQ trong cái karaoke, cái sub cho nên karaoke á. Thì cái này cũng tương tự như vậy, là mình cân chỉnh được luôn các cái giải tần số đánh ra, mình muốn nâng hạ giải nào, mình hạ giải nào, để cho mình setup cho cái sub của mình để nó tạo hiệu ứng, một cái hiệu ứng xem phim tốt nhất. Đó, một cái sub chuyên phim là vậy. Thật ra mình nói nôm na như vậy thì có thể mọi người thông qua video mọi người không có hiểu được. Nếu mọi người đến showroom, mọi người trải nghiệm, mình sẽ mở hai cái sub ra cho mọi người nghe. Một cái sub là chuyên nghe nhạc, một cái sub chuyên xem phim, thì mọi người sẽ trải nghiệm được cái sự khác biệt nó rõ hơn. Rồi, cái thành phần thứ hai mình muốn nhắc tới ở đây chính là cái loa center. Cái loa center thực tế ra thì thực sự là cái thành phần này nó mọi người gần như không biết nó quan trọng ở chỗ nào luôn á. Về một lý thuyết á, thì loa center sẽ là cái loa thoại, tất cả các âm thanh về thoại, về nói chuyện, về thoại của nhân vật á, thì tất cả nó đều thông qua cái loa center hết. Bởi vì thật ra là mọi người hay xem phim nước ngoài á, thì mọi người nó có phụ đề nhiều, mọi người sẽ tập trung vào cái phần phụ đề nó nhiều, nên mọi người thường ít để ý đến cái việc thoại nhân vật. Nhưng mà mọi người phải hiểu rằng á, là khi mọi người xem một bộ phim, kể cả phim hành động, thì cái phần nhiều hiệu ứng, cái phần nhiều mà mọi người nghe nhiều nhất trong bộ phim á, nó chính là thoại của nhân vật. Mọi người cứ để ý đi, cảnh hành động thì nó chỉ có chút xíu, trừ những phim có hành động quá nhiều, nội dung nó ít, như những phim Fast and Furious hành động hiệu ứng quá nhiều thì mình không nói. Còn những cái phim nó tương đối ít hơn một tí thì chắc chắn là thoại nhân vật sẽ rất là nhiều, và chủ yếu là mình nghe thoại là chính. Đó. Thì thoại có hay hay không á, thì là do con center. Cái tiếng nhân vật có rõ hay không á, là cũng do con center luôn. Thế nên là thường trong phần setup cinema á,
bên mình thường hay quan tâm đến cái phần center nhiều hơn. Bởi vì thật ra nếu mà cái center, cái tiếng center mà nó thường, nếu mà mọi người thấy những cái dàn xem phim home cinema thường cái làm cái center rất là nhỏ, nhưng mà thực tế ra nếu mà đúng một cái dàn xem phim chuyên nghiệp á, thì cái loa center nó to bằng cái loa phong luôn, âm lượng ra rất là lớn để đánh bật thoại nhân vật lên á, làm cái âm thanh, cái tiếng thoại nó sống động lên. Thì thường mà setup bên phim á, thường thì bên mình hầu hết là mình phải tăng gain cái center này rất nhiều, bởi vì center của các bộ mà home cinema thường rất là bé, cái cũ cũng bé luôn, công suất cũng bé luôn, bé hơn cái loa phong rất là nhiều, nên là mình nhiều khi tụi mình tăng công suất nó lên rất nhiều, tăng cái độ lớn lên rất nhiều luôn, nó mới hài hòa được. Chứ còn nếu mà cứ tuning theo của hãng không á, mà không có, mình không lắng tai nghe thì nó cảm giác nó không hay. Vừa rồi là một clip rất là nhanh thôi về đề tài phòng cinema. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì hoặc là mọi người có đặt câu hỏi nào đó thì mọi người cứ đặt câu hỏi cho mình sẽ đài đáp comment phía dưới. Còn nếu mọi người muốn trải nghiệm thực tế hơn, xem mình có nói có chính xác hay không, cái súp nó có thực sự quan trọng như hay không, nó có sự khác biệt hay không, hoặc là center nó có thực sự khác biệt hay không á, thì mọi người có đến showroom của Thiên Vũ, mọi người trải nghiệm thực tế, bên mình sẽ mở test cho mọi người coi, và bên mình đang có sẵn các dòng loa nó thể hiện được luôn hai cái sự khác biệt giữa một cái center này một center kia, rồi cái súp này với súp kia, để cho mọi người cảm nhận được sự khác biệt. Thì mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.